Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 10 tháng 8 năm 2022, thị trường lúa hè thu duy trì ổn định. Giá lúa hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tiếp tục đi ngang, thương lái chủ yếu đi lấy lúa, lượng mua mới lai rai. Hiện nay, vụ lúa hè thu đang vào độ rộ, tuy nhiên do mưa lớn những ngày qua đã làm cho nhiều diện tích lúa bị đổ ngã, ngập úng. Lúa không chỉ giảm năng suất mà hiện nay bà con còn phải gánh thêm chi phí thuê mướn máy gặt đập liên hợp tăng cao, làm cho thu nhập của người trồng lúa tiếp tục giảm. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 6.200 đến 6.400, nếp An Giang 5.900 đến 6.000 đồng, OM 380 giá 5.400 đến 5.600, IR 50404 5.400 đến 5.600. Nàng Hoa Chín 5.800 đến 5.900, Đại Thơm 8 là 5.700 đến 5.900, OM 5451 giá 5.500 đến 5.600, OM 18 giá 5.800 đến 6.000 đồng, OM 6976 giá 5.500 đến 5.700, nếp An Giang khô 7.500 đến 7.600, nếp Long An khô 7.700 đồng. Tại Sóc Trăng, OM 380 giá 5.400 đến 5.600, Đại Thơm 8 là 5.800 đến 6.000 đồng. Lúa IR 50404 là 5.500 đến 5.700, VNR 20 5.600 đến 5.700, OM 4900 5.600 đến 5.800, OM 5451 giá 5.500 đến 5.700, OM 18 giá 5.600 đến 5.900, lúa tài nguyên là 6.500 đến 6.700, RVT 6.900 đến 7.100, ST 24 ST 25 là 7.200 đến 7.500. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh thì IR 50404 có giá 5.400 đến 5.600, OM 5451 giá 5.400 đến 5.600, OM 18 giá 5.700 đến 5.900, Đài Thơm 8 là 5.600 đến 5.800. Tại Cần Thơ, IR 50404 giá 5.500 đến 5.600, Đài Thơm 8 là 5.600 đến 5.800, OM 5451 giá 5.400 đến 5.500, OM 18 giá 5.700 đến 5.900. Lúa Jasmine là 7.000 đến 7.200. Tại Đồng Tháp, OM 380 giá 5.500 đến 5.600, IR 50404 giá 5.400 đến 5.600, Đài Thơm 8 là 5.800 đến 6.000 đồng, OM 5451 giá 5.500 đến 5.700, OM 18 giá 5.700 đến 5.900, nếp vỏ tươi Long An 6.100 đến 6.200. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR 50404 5.500 đến 5.700, OM 380 giá 5.500 đến 5.600, IR 50404 giá 5.400 đến 5.500, Đài Thơm 8 5.800 đến 6.000 đồng, OM 5451 giá 5.500 đến 5.700, OM 18 giá 5.700 đến 5.900, Nàng Hoa là 5.700 đến 5.900, lúa DS 1 là 6.500 đến 6.700. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 6.100 đến 6.300, IR 50404 giá 5.400 đến 5.600, Đài Thơm 8 là 5.800 đến 6.000 đồng, OM 5451 giá 5.500 đến 5.700, OM 18 giá 5.700 đến 5.900, lúa ST 24 ST 25 là 7.200 đến 7.500. Bà con lưu ý giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bình luận thêm vào kênh để trao đổi. Xin kính chào.